Xin chào quý vị và các bạn, rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong video clip tuyệt vời này. Tôi là Nguyễn Đường, là bác sĩ thú y. Và trong video clip này thì tôi sẽ đề cập tới một vấn đề mà các bác thấy rằng là xảy ra rất nhiều trong chăn nuôi. Và tôi thấy các bác hay gọi đó là ói ra tiền. Bởi vì khi mà gặp vấn đề này thì các bác chữa rất là vất vả mà lại không hiệu quả. Và hôm vừa rồi thì tôi có tham khảo bác sĩ Phạm Xuân Trịch rằng ngoài cái công thức mà anh chia sẻ đó là Ceftisol và Vimedin thì bây giờ có cái công thức nào vượt trội hơn không? Thì anh có chia sẻ với tôi đó là cái bộ sản phẩm Cefmax cộng với lại Dipyrone 50%. Các bác có thể quan sát đó là cái bộ sản phẩm ở đằng sau lưng tôi. Thì đây là một cái bộ sản phẩm được cải tiến, hiệu quả vượt trội và chứa công thức tuyệt vời của anh Hiếu, giám đốc thuốc thú y Big Boss và bác sĩ Phạm Xuân Trịch. Phần của nó là Ceftiofur 10%, Genta 6% và Dexamethasone 0,3%. Và cái điều đặc biệt đó là ở cái sản phẩm Dipyrone 50% thì đây là một cái dòng hạ sốt kháng viêm, giảm đau cực kỳ mạnh và nó chứa một cái công thức tuyệt vời mà các bác có thể sử dụng nó để đấu với tất cả các loại kháng sinh. Ví dụ như khi mà các bác đấu với cái Cefmax này thì nó sẽ tạo ra một cái phức hợp rất là tuyệt vời. Chỉ cần một mũi tiêm duy nhất mà các bác không còn phải đau đầu về cái vấn đề. Sau khi tiêm một mũi bộ sản phẩm Cefmax và Dipyrone thì các bác sử dụng thêm một cái loại kháng sinh đó là Ticosin S250. Có bác nào đã nghe tới kháng sinh đại thực bào thần thánh chưa ạ? Một kháng sinh mà tác động vào tế bào đại thực bào để tiêu diệt mầm bệnh mà không cần đi qua mạch máu, cho nên đây là một cái lựa chọn hàng đầu vô cùng hiệu quả trong điều trị các bệnh đường hô hấp trên gia súc, gia cầm. Ngoài cái hiệu quả vượt trội thì ở sản phẩm này đã được khử đắng 90% cho bác, cho nên là các bác có thể sử dụng sản phẩm này để pha vào nước uống cho gia súc gia cầm. Và ở công ty thuốc thú y Big Boss thì đủ các quy cách cho các bác chăn nuôi từ 1 lít, nửa lít cho tới 100c, rất là tiện lợi cho bà con chăn nuôi. Và một điều đặc biệt nữa ở sản phẩm này đó là các bác có thể kết hợp với hầu hết các loại kháng sinh trong điều trị, ví dụ như kết hợp Ticosin S250 với sản phẩm Apro 200 của công ty thuốc thú y Big Boss để điều trị ORT hay là CCR trên da cầm. Và để sở hữu cũng như trải nghiệm bộ sản phẩm tuyệt vời này thì các bác hãy liên hệ với công ty thuốc thú y Big Boss theo số điện thoại 02439050666. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video clip tiếp theo.